hôm trước tôi có một bệnh nhân đi xét nghiệm men gan và thấy men gan tăng cao và bệnh nhân hỏi tôi là có thuốc gì để làm hạ men gan hay không thì câu trả lời của tôi là không cách duy nhất để làm hạ men gan là tìm ra nguyên nhân gây tăng men gan và giải quyết nó tận gốc chứ không có thuốc nào có thể làm giảm được men gan của quý vị cả men gan là những thành phần nằm trong tế bào gan gồm có hai chất quan trọng đó là ast và alt những chất này nếu như nó tăng lên cao trong máu thì chứng tỏ tế bào gan của quý vị bị thương tổn khi tế bào gan bị thương tổn hai chất này nó được tiết vào bên trong máu bác sĩ sẽ định lượng hai chất này trong máu của quý vị để gián tiếp đánh giá tình trạng hủy tế bào gan nguyên nhân thường gặp nhất đó là tế bào gan của quý vị bị viêm mà mình thường gọi là viêm gan Viêm gan thì có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nguyên nhân thường gặp của viêm gan ở người Việt Nam mình, đó là hai con virus, viêm gan B và viêm gan C. Nếu như quý vị bị một trong hai con virus này thì cách duy nhất để làm hạ men gan, đó là quý vị phải tới bác sĩ để uống thuốc diệt hai con virus này. Nguyên nhân thường gặp thứ hai, đó là viêm gan do rượu. Khi quý vị uống nhiều rượu bia, nó sẽ dẫn đến tích lũy mỡ trong gan khi có quá nhiều mỡ trong gan chúng ta sẽ gọi là gan nhiễm mỡ do rượu hay là viêm gan do rượu về lâu về dài quá trình này sẽ dẫn đến viêm gan tức là thương tổn tế bào gan lúc này nếu định lượng men gan nó sẽ tăng lên và nếu như quý vị uống bia rượu mà bị tăng men gan thì cách duy nhất để hạn chế men gan tăng là quý vị phải ngưng uống bia rượu chứ không có thuốc nào trị được cả nguyên nhân thường gặp thứ ba Người ta gọi là viêm gan mỡ không do rượu. Nghĩa là gan của quý vị bị nhiễm mỡ. Nhưng không phải là do rượu, mà là do béo phì và do chế độ ăn. Khi quý vị bị béo phì, tăng mỡ máu, đái tháo đường. Mỡ, nó lắng động trong gan, gây ra bệnh gan nhiễm mỡ. Về lâu về dài, nó dẫn đến viêm gan, tăng men gan. Ở đây, cũng là lắng động mỡ trong gan như ở trên, nhưng không phải do rượu nên mình gọi là viêm gan mỡ không do rượu. Bệnh này tiếng Anh còn gọi là bệnh nát. Và dĩ nhiên nếu như quý vị có bị bệnh lý này, cách duy nhất là quý vị phải giảm cân, tập thể dục, ăn uống điều độ, giảm mỡ, ăn nhiều rau và trái cây. Thì nó mới làm giảm mỡ tích lũy trong gan. Ở Việt Nam, thường thì bác sĩ sẽ kê cho quý vị một số thuốc để hạ men gan. Gọi là thuốc nhưng trên thực tế chúng chỉ là các loại thực phẩm chức năng. Ví dụ như Arginine, hoặc một thuốc có tên là Phoptec, là Ognithin Aspartate. Chúng là những axit amin của cơ thể, tham gia vào chu trình tạo ra ure. Những thuốc này được xếp vào thực phẩm chức năng, không phải là thuốc chữa bệnh. Ở Mỹ thì cũng có các công ty người ta sản xuất ra những thực phẩm chức năng như thế này. Tuy nhiên, chẳng có nghiên cứu nào cho thấy những thuốc này nó có hiệu quả cả. Trên thực tế thì các bác sĩ ở Mỹ thường rất ít kê các thuốc làm hạ men gan như thế này cho quý vị. Nếu như có ai đó mời chào quý vị uống thuốc hạ men gan, đồng y lẫn tây y, thì quý vị không nên nghe theo. Bởi vì một điều dễ hiểu đó là men gan tăng là đều có một nguyên nhân bên dưới. Và nếu như có một nguyên nhân bên dưới mà mình không trị dứt điểm nguyên nhân bên dưới, thì chắc chắn là gan vẫn sẽ cứ viêm và men gan sẽ vẫn cứ tăng cho nên quý vị đừng để bị mất tiền vì những thuốc đó quay lại trường hợp bệnh nhân trên của tôi bệnh nhân này uống nhiều bia rượu và bệnh nhân cũng bị béo phì bệnh nhân này bị gan nhiễm mỡ vừa cả do rượu và vừa cả không do rượu cho nên chẳng có thuốc nào giúp được bệnh nhân đó cả bệnh nhân phải tự ngưng uống rượu giảm cân ăn uống điều độ thì mới giúp được lá gan của họ mà thôi tăng men gan lâu ngày thì sẽ dẫn đến điều gì quý vị nhớ là gan của quý vị là cơ quan xử lý chất độc những chất độc khi đến gan nó sẽ được xử lý rồi sau đó được đào thải qua phân hoặc nước tiểu gan còn là nhà máy chuyển hóa nó tổng hợp protein và một số vitamin liên quan đến yếu tố đông máu men gan mỗi khi tăng lên thì có nghĩa là một phần tế bào gan của quý vị nó bị phá hủy Quý vị hình dung cái gan của quý vị là một viên pin. Thì một lá gan khỏe mạnh sẽ là 100% viên pin. Mỗi ngày men gan của quý vị tăng là mỗi ngày có một vài tế bào gan của quý vị bị phá hủy. Năng lượng của viên pin này nó sẽ giảm xuống. Nếu như gan nó phá hủy càng nhanh thì viên pin càng tụt nhanh. Và nếu gan phá hủy càng chậm thì viên pin càng tụt chậm. Bệnh nhân trên của tôi nếu như họ thay đổi lối sống Giảm cân, ít uống bia rượu Thì số lượng tế bào gan chết hàng ngày Nó sẽ rất ít Có thể bệnh nhân này sẽ không có vấn đề gì cả Nhưng mà nếu như bệnh nhân đó Ngày nào cũng uống bia rượu liên tục Thì hàng ngày Sẽ có càng nhiều tế bào gan nó bị chết Viên binh tục càng nhanh Điều rất may đó là Tạo hóa cho chúng ta một lá gan Rất là khỏe Mình chỉ cần 20% lá gan Là đủ để duy trì cuộc sống bình thường cho nên nếu như bệnh nhân trên của tôi thay đổi lối sống và viên pin này tụt chậm, thì đến lúc 100 tuổi, bệnh nhân vẫn sẽ còn đủ pin để duy trì một cuộc sống bình thường. Nhưng nếu bệnh nhân không thay đổi lối sống, đến chừng 50 tuổi, viên pin này tụt xuống còn 10 đến 20%, thì lúc này chúng ta gọi là bệnh sơ gan. Và quá trình này là không hồi phục. Lúc này cơ thể sẽ có rất nhiều những rối loạn. Chất độc sẽ tích lũy trong cơ thể, quý vị sẽ bị hôn mê. Và vì nó ứ động chất độc, nên quý vị cũng sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, mất ngủ. Gan bị sơ sẽ không tổng hợp được chất dinh dưỡng, đặc biệt là các yếu tố đông máu, làm cho quý vị chảy máu. Rồi nó sơ, nó chèn ép mạch máu, dẫn đến ứ máu ở ruột, gây ra sơ gan cổ chướng, vỡ mạch máu thực quản. Rồi nó cũng gây suy thận. Nếu như sơ gan ở những giai đoạn như thế này thì thường tiên lượng không có tốt tỷ lệ sống chừng 50% sau một năm. Hy vọng bài nói chuyện này giúp quý vị hiểu hơn về tăng men gan. Chúc quý vị sức khỏe.